Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ review con game có tên là Grand Belly, một con game gọi là chơi game để kiếm tiền, play to earn. Thế thì uh, trong cái view ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tổng quan cái dự án này. Cái thứ hai đó là cái uh, cách chơi như thế nào, mình đã thử nghiệm chơi. Cái việc thứ ba đó là vậy thì nó kiếm tiền ra làm sao và cái cuối cùng đó là tính toán lợi nhuận như nào, liệu chúng ta có thể đầu tư vào nó được hay không. Nếu đầu tư thì bao lâu là hoàn vốn nhá. Yeah, ok. Thì đây là cái website chính của nó đây. Đây là cái giao diện chính của nó. Thì về cái phần mà ý tưởng của cái game này Yeah, ý tưởng con game này thì là một cái con game mà uh, sinh ra với cái việc đó là nó tạo ra con game này để mà uh, gọi là gây một cái quỹ vừa chơi game vừa kiếm tiền vừa gây quỹ thì ba mươi số tiền mà nó kiếm được á nó sẽ sử dụng cho cái việc mà uh, tham gia các cái chương trình từ thiện để có thể là bảo vệ môi trường thì cái ý tưởng con game này mình thấy khá là hay bởi vì là bây giờ anh cũng biết là các vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc là môi trường á, là được xã hội rất là quan tâm nên là rất là dễ được uh, người ta marketing giúp người ta marketing miễn phí ở các cái báo đài người ta hay rất là dễ dàng đưa tin những cái tin dạng như này Đấy thì mình đánh giá rất là cao về cái ý tưởng của cái game này thực ra cái game play ấy, tức là cái lối chơi của cái con game này thì nó không có gì gọi là đặc sắc cả nhá à, mình đã chơi thử rồi mình thấy cũng rất là bình thường thôi nhưng mà cái ý tưởng là, là chơi game để mà kiếm tiền và dùng cái số tiền đó để mà đi là những công việc từ thiện đó thì mình thấy đó là một ý tưởng rất là hay à, về con game ấy, thì hiện tại bây giờ nó đang có tận ba cái token này cơ ba à, cái token ba token này thì uh, cái, cái độ cái chính của nó là cái này green belly này cái này thì là uh, anh em cứ để ý là mình cứ định vị nó là đây nhá là quả của lê chưa ok cái đồng uh, token mở trong game á, thì nó là cái quả táo này Đấy. À, tiếp theo là nó có một cái đồng meta cái đồng này là cái đồng mới ra thôi cái đồng này thì uh, À, hiện tại bây giờ vẫn chưa ứng dụng trong game mà chủ yếu dùng để farm lát nữa thì mình sẽ nói câu chuyện đấy đây là các cái lớp nhân vật à, theo hướng đó là kim thủy thổ hỏa tức là ngũ hành ấy đấy đây. thì cái hoạt động đầu tiên là anh em chơi game đây chơi game đây, game minh đây tức là chúng ta có thể chơi game và sau khi mà chơi game sau mỗi một trận đánh ấy, thì mình sẽ được nhận những cái đồng coi đồng coi thì nó sẽ nhận được cái loại đồng này nhé, cái đồng thứ hai này cái đồng ở trong game này để cho anh em vào tí nữa mình sẽ vào game luôn cho anh em xem tiếp theo đó là chúng ta sẽ có tính năng là nuôi nuôi tức là chúng ta nhân giống các loại NFT với nhau kể như là cho hai cái hai cái NFT vào vào với nhau và nó sẽ tạo ra một cái con mới chẳng hạn thế đấy là nhân giống nhân giống tức là có thể sinh sản được kiểu thế tiếp theo là mình có thể là ghép ghép hai cái nhân vật này lại ví dụ như hai con này là con một sao rồi mình có thể ghép hai con lại thành con hai sao tức là làm cho cái con này nó tăng trưởng lên cái tiếp theo là mình có thể mua bán uh, các loại đồng coi hoặc là các loại uh, MST ở trong cái um, cái hệ sinh thái này và cái cuối cùng đó là mình có thể trồng trọt chăn nuôi uh, farming nha yeah, farming á thì uh, nó đã có rồi hôm qua mình cũng thử thử farming rồi khá là ok à, ví dụ như vào trong game thì nó sẽ như này lát nữa thì mình sẽ chơi thử cho anh em xem nhé à, đây tổng quan cho anh em một chút về cái con game à, màu méo thứ như này rồi bây giờ mình sẽ đến cái phần nữa à, hệ sinh thái thì con game này thì được uh, được xây dựng trên cái nền tảng là Byron Smart Chain uh, sắp tới thì mình thấy có ở trong cái roadmap á, nó có nói đó là sau này sau này thì có thể nhé có thể nó sẽ uh, phát triển đây phát triển trên cái hệ sinh thái đó là Sonala cái này mình rất là gọi là ưu tiên bởi vì là mình cũng cũng rất là thích những cái con ở trong cái hệ sinh thái này Đấy. Uh, đây là về cái phân bổ token này cái là thật sự là cũng không quan trọng lắm đâu bởi vì là cái việc phân bổ này thì um, nó chỉ mang tính tương đối thôi thường ấy thì mình sẽ không có quan tâm quá nhiều cái này đây là cái token chính của nó này và một tỷ coin à, cái, những cái con coin nào mà có hai tức là những cái con game nào mà có hai token đó thì thường nó rất là khó có thể điều chỉnh được giá anh em ạ bởi vì cái token này gần như nó không có liên quan đến cái uh, cái dòng tiền hay là uh, Anh em tưởng tượng là cái dòng tiền ở trong game đó, nó không hề liên quan mà nó lại liên quan đến cái đồng này cơ nên là anh em sẽ hơi khó một tí thường thì mình thích con nào mà chỉ có một đồng thôi thì sẽ dễ dàng quản lý cái việc mà tăng giảm giá các thứ chứ còn những cái con nhiều đồng này, nhiều cái loại token như thế này á rất là dễ dàng kiểu như là đánh trống bỏ rồi đem một con bỏ chợ anh em ạ đấy nhiều ý tưởng quá làm nhiều quá đây là cái việc mà nó làm này mình cũng trách một số các báo đài cũng thấy là bên này hiện tại cũng đang thì uh, đang thì uh, có những cái hoạt động thiết thực rồi còn lại uh, về xác minh là chính xác hay không thì mình chưa biết nhá Nên mình trách trên báo đài này thì mình thấy là có rồi cái đây là cái um, gọi là những cái liên quan đến mạng social của nó đây, tức là những cái kênh marketing của nó thì với một cái con game MFT thì mình thấy như là cũng là khá khá rồi, khá là nhiều rồi. Đây, cái việc mà phân bổ đây thì các bạn có thể vào trong vào cái cái cái, cái white của nó để xem nhé. Đấy. À, sorry, white paper và trong cái white paper của nó để xem nhé. Đây là cái việc mà phân bổ này. Đấy. Uh, lock thì nó nó lock 6 tháng đây, đối với lại team này, đối với đội uh, Vài giờ rồi các nói chung là thế à, 6 tháng và hai à, unlock 25 phần trăm mỗi quý thì mình thấy là cũng được nói chung là à, đến mức 6 tháng này chắc chắn là sẽ có những cái đợt xả rất là mạnh rồi nhưng mà nếu mà unlock được à, kỹ hơn và làm mà team đẹp làm tốt thì mình nghĩ là cũng sẽ ok thôi đấy à, cái game này có tính ngẫu nhiên mà đổ đen hay không tại sao mình lại có cái này bởi vì nếu khi mình review một con game á, thì mình thường hay khá là quan tâm đến điều này À, thì có thể con game này nó sẽ có cái việc mà ghép cũng như sinh sản á, tạo ra cái tính ngẫu nhiên đổ đen rất là hay, hay thì được á, mình rất là thích game là có cái đấy. Về vấn đề game online thì đắt nữa thì mình sẽ vào chơi xem như thế nào. Trước tiên thì các bạn sẽ chỉ cần biết đó là con game này là một cái dạng game dạng uh, mini game thôi, nó chỉ là một dạng mini game thôi. Ở trong này thì nó sẽ có những chế độ đấu và đấu theo thẻ bài. Đấy, đây là một số các cái tính năng thì vẫn còn đang thì uh, trong giai đoạn uh, gọi là nghiên cứu, chưa chưa chưa. Uh, chưa thực sự mà mà có Ở trong này OK tiếp theo là đến cái MFT của nó thì có tính mở rộng hay không ấy, thì hiện tại bây giờ mình chưa thấy nó có tính mở rộng tính mở rộng tức là trong một cái nền tảng này ví dụ nó xây dựng một cái một cái hệ sinh thái này Đấy, MetaVerse này thì có rất nhiều con game và cái MFT có thể di chuyển từ con game này sang con game khác để có thể sử dụng được ấy. thì mình gọi nó là tính mở rộng tiếp theo là có sự giới hạn hay không ấy, thì hiện tại mình cũng chưa thấy nó có sự giới hạn tức là giới hạn như bao nhiêu cái con được sinh sản ra bao nhiêu con tướng thì hiện tại giờ chưa có cái thiết bị thì chúng ta có thể chơi trực tiếp trên trình duyệt mình đánh giá cao vấn đề này bởi vì là các bạn biết là uh, nếu mà chơi trên trình duyệt thì mình sẽ không phải tải về không tốn tài nguyên cũng như là mình có thể chơi trên nhiều các loại hệ thiết bị khác nhau thì cái điều này sẽ làm cho cái thiết là giảm thiểu cái vấn đề tốn năng lượng cái thứ hai đó là nó dễ dàng cho người 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 chơi á. người ta có thể là sử dụng tất cả các thiết bị để chơi được nó không bị giới hạn với thiết bị Đấy. cái độ đẹp thì các bạn có thể nhìn thấy trong này độ đép đây đội đá thì hầu hết là người Việt Nam thôi, có một số các bạn là cố vấn này thì là người nước ngoài. À, ở đây thì mình cũng không thấy uh, có uh, những cái đường link để mà mình có thể kiểm tra. Đấy. Có một số team cũng khá là nổi tiếng này, 21 Mốt này. À, dưới này là đội uh, gọi là đối tác các thứ đây. À, đối tác rồi các cái đơn vị đầu tư. À, cũng nói chung là cái game này là game uh, nhiều nhiều đối tác ở Việt Nam rất nhiều đối tác ở việt nam xem có những cái đối tác à, có những đối tác rất là sành sỏi ở việt nam gọi là có kinh nghiệm ở thị trường việt nam rồi tiếp theo về hệ thống truyền thông marketing thì trước đó mình đã nói rồi á cảm thấy là đội này cũng làm khá là mạnh khá là kỹ rồi tiếp theo là các cái đối thủ tương tự thì nó thật cái là dạng game này thì quá nhiều đối thủ tương tự luôn đó, nó thật là nó nó không có cái gì quá là đặc sắc không quá là mới mẻ ở đây cả Đấy, đối với bản thân mình đánh giá thì nó là như vậy À, vòng đầu tư thì bây giờ không còn cái vòng đầu tư nào nữa rồi hiện tại bây giờ là chúng ta chỉ có vào để mà mua tướng và chơi game thôi cái vấn đề định giá thì hiện tại bây giờ mình chưa nghiên cứu xong cái bảng này à, tại vì là các đối thủ tương tự thì mình chưa xếp hạng được nó vào trong trong loại nào để mình có thể là dùng phương pháp định giá mình xem xem là đối thủ hiện tại họ đang phát triển như thế nào thì mình sẽ định giá sơ sơ về cái con này nhưng hiện tại thì mình chưa có tìm được Đấy. ok thì bây giờ mình sẽ vào cái phần đó là à, trải nghiệm và chơi thử game nhá thì đây À để mà chơi được con game này thì cái việc đầu tiên là anh em phải có một con tướng. Để có con tướng này thì anh em vào trên trang chủ nha, anh em vào phần market để chúng ta có thể là mua, à, mua các vị tướng ở trong này. Để mà mua các vị tướng trong này thì các bạn cần phải có một cái đồng tiền đây. G Belly đây. Các bạn mua cái đồng coin này nhá. Khi mà mua cái đồng coin này thì xong thì các bạn có tiền trong ví rồi, kết nối ví xong rồi thì các bạn sẽ vào đây các bạn mua. Trong này à, tướng sẽ được chia làm các lớp, năm lớp tướng khác nhau. Đấy kim thủy thổ hỏa mộc này các kiểu này đơn, ngũ hành đấy tiếp theo đây là đây là cái thứ hạng của của cái con này đấy việc hiếm hiếm sorry nhé à, thì nó có năm bốn loại bốn loại khác nhau đấy, thường nó sẽ có giống như các game khác thì cũng có epic galen uh, legend rồi common các kiểu chưa độ sao thì uh, từ 1 đến 6 sao đấy. những cái này đều có ảnh hưởng ở trong game hết ảnh hưởng các chỉ số sức mạnh trong game hết nhé sau này đây là cái số tiền mình mua này. Bây giờ mình sẽ vào trong này cho các bạn xem. Cái đặt comment để mình xem Đấy, tướng đây. Đây là các cái chỉ số của tướng đây. Đấy. Đây là độ hiếm này, có 6 cái độ hiếm này, 5 cái lớp nhân vật khác nhau này. Đấy. Và sẽ chia làm 6 sao. Đấy. Ở trong mỗi một nhân vật này thì nó chia làm nhiều kiểu. Nhiều kiểu 6 cái. 6 cái chỉ số khác nhau. Ở mỗi chỉ số này thì nó sẽ đại diện cho một cái um, sức mạnh khác nhau ở trong này thì mình ngồi mình nghiên cứu mình ngồi mình nghiên cứu thì mình thấy là thứ nhất đó là các bạn nên mua những cái con nào mà uh, đây thì các bạn tức là đầu tiên đó là mình xem về giá tiền đó thì mình sẽ ấn vào đây để mình có thể filter được những cái nào mà giá thấp nhé giá thấp thế sau đó thì đương nhiên là mình phải xem cái gì nó phù hợp với giá tiền của mình rồi cụ như là các bạn định đầu tư khoảng tầm 200 đô thì đương nhiên là cái lớp cái cái cái, cái độ hiếm này nó rất là phù hợp với các bạn nhưng mà nếu các bạn có nhiều tiền hơn còn tăng lên đó, mình mua loại này tầm 300 đô hôm trước là mình mua loại này đó loại này tại vì bây giờ nó chưa có cái cơ chế đấu uh, đấu với người đâu vẫn đang đấu với máy nên là vẫn đang rất dễ nên là mình chưa muốn mua những con đắt tiền vội nhưng mà nếu các bạn mà xác định mà đầu tư luôn á, thì có thể là tìm mua những con đắt tiền bởi vì cái này tướng nó rất là quan trọng ví dụ như là mình định mua con này đi thì bây giờ mình xem là mình thích hệ gì đó, hệ nước hệ gỗ hệ đất hệ lửa mình chọn hệ lửa đi sau đó thì mình sẽ chọn xem là độ sao sao thì bây giờ chỉ có mỗi một sao thôi em ạ không có cái gì để chọn đâu tiếp theo mình sẽ chọn sang bên này đấy, kiểu như là tùy chọn nâng cao vậy ạ Đấy, chỗ này thì giờ mình sẽ chọn này sau này nó có có gọi là sáu cái từ mặt đến tóc đến thân rồi tức thứ trong này thì các bạn sẽ lựa chọn cái gì thì để mà biết lựa chọn cái gì thì các bạn phải quay sang bên này Đấy, quay sang bên này các bạn sẽ nhìn thấy đây bây giờ mình sẽ cho cái trang này để mình dịch cho các bạn xem nhé đây ở đây thì nó sẽ có mặt có tóc có thân có tay có chân có để cô Đấy đề uh, cô kiểu như tức là trang trí đấy, thì mỗi một cái, mỗi một cái uh, chỉ số này thì nó nó tương ứng với một cái chức năng riêng như là sự thông minh này, tốc độ tăng cấp này, mức độ thiệt hại này, đam này, rồi uh, chỉ số crit này, kiểu chí mạng á, giống như kiểu mình chơi liên minh thì có chí mạng này, đấy. Uh, chỉ số tấn công này, rồi xuyên giáp kiểu kiểu thế, đây là uh, người chơi sẽ có nhiều token hơn trong khi mà canh tác khi mà trồng trọt Đấy, chẳng hạn thế Thế thì các bạn thiên về hướng nào Đấy, các bạn thiên hướng nào vụ thiên mẹ chuyên về đấm nhau đi chuyên về đấm nhau thì mình sẽ có những cái con mà rất mạnh về đề cô Đấy, mạnh đề cô Và có những con chuyên về trồng trọt thì mình sẽ mạnh vật mình sẽ chọn những cái gì liên quan đến tay chân đúng không rồi những cái con mà ví dụ như là kiểu như là thân thể đúng không thì là những cái con ở sự phát triển này tăng cấp này tóc này nếu như mình thích con nào mà tăng cấp nhanh thì mình sẽ chọn vào tóc Chọn những con le gần luôn à, tóc Tóc gần thì trong này sẽ có cái chỉ số đấy Tóc này này, màu đỏ từ gần Thì nó rất là mạnh về vấn đề này Tức là mỗi con sẽ có một cái chỉ số riêng Thường thì các bạn chỉ việc chọn cái gần hoặc cái Epic này này là ngon rồi à, Như con này đấy. Các chỉ số này nó cứ càng cao càng tốt Còn ở bên này, bên Start này thì các bạn sẽ có là chỉ số gen và các cái chỉ số cơ bản ở đây thì mình xem một số kênh YouTube thì các bạn ấy bảo là nên nên chọn những con nào có chỉ số credit là 140 trở lên này à, chỉ số gen là một là cao nhất rồi Đấy. nên là 0.9 trở lên này Đấy. rồi là các cái chỉ số này nó cao thôi các bạn so sánh nhé Tại vì bây giờ ấy, hiện tại một con này game này mới ấy, mọi người chưa có định giá được nên là mình cứ lựa chọn xem con nào cao chẳng hạn bây giờ mình chọn con này nhé mình định chọn con này thôi mình vào mình xem À, sức mạnh ok, ABCXZ à, 315 đô đúng không? Rồi Tóc tai Bây giờ sang xem con này Con này 3 Đấy à, 140 à, Mình so sánh hai con này xem là con nào hơn Mình thích con nào hơn thì mình chọn thôi à, Như mình thì chắc là mình chọn con này Một con đắt quá, con này tận gần 500 đô, con này có 300 đô à, à Thì mình lựa chọn như vậy, sau khi mà mình lựa chọn xong thì mình muốn ấn mua thôi, ấn buy để mình có thể mua sau khi mua xong nhé, sau khi mua xong thì con tướng sẽ được đưa vào đây, người trong game. thì các bạn bấm vào phần hero, hero list này, các tướng của mình nó sẽ có trong này. hiện tại bây giờ mình đang đấu với lại, mình đang đánh trực tiếp với lại bot đó. nên là mình chưa cần phải team. nhưng mà về sau khi mà đánh với người nó có chế độ pvp á, thì mình cần phải build team. build team thì nó sẽ có một con hero chính và hai con hero support. tức là nếu gọi muốn đánh với người, thì các bạn phải có min là ba con còn nếu mà đánh cái máy thì không cần nhá à, những cái tính năng còn lại thì hiện tại vẫn đang lóc để mà chơi game thì các bạn chỉ việc vào trong này chơi thôi nhưng mà để mà chơi được thì các bạn cần có năng lượng và năng lượng này thì cứ 4 tiếng đồng hồ thì nó sẽ hồi phục một điểm năng lượng đấy thế thì coi từ mình tính trung bình là mắc là một ngày thì mình sẽ đánh được 6 lượt đúng không mắc là một ngày đánh được 6 lượt Đấy 4 tiếng mới hồi phục một điểm mà mỗi lần đánh là mất một điểm con càng nhiều sao thì đánh càng mất nhiều điểm dụ con của mình một sao tức là một lượt đánh sẽ mất một điểm rồi sau khi mà đánh xong thì các bạn sẽ nhận được cái đồng token đồng coi cũng như ở đây mình uh, nhận được đây mình nhận được là 3,6 sáu rồi tương bằng sáu trăm coi nhưng cái này thì mình chưa rút được ngay nhá yeah, mình chưa rút được ngay mà mình cần có thời gian là 5 ngày thì phải 5 ngày mình còn bốn ngày nữa qua thì mình chơi thì chúng ta sẽ rút bắt đầu mới rút được và rút thì càng để lâu thì nó sẽ càng bớt phí lối chơi thì đầu tiên là bây giờ mình sẽ vào đây chơi nhá là mình sẽ chơi với máy này hiện tại là chỉ với máy thôi một trận thì mình sẽ được một nghìn đấy lối chơi thì cái con game này nó sẽ đánh theo lượt và mỗi lượt sẽ đánh theo thường là sẽ có 3 vòng và mỗi vòng thì nó sẽ cho mình lựa chọn những con bài này mỗi người sẽ có con bài từ 1 đến 10 nhé từ 1 đến 10 con bài và bên nào mà ra bài mà lớn hơn thì bên ấy sẽ thắng và khi mà bên nào có điểm kết liễu thì bên đấy sẽ được cộng thêm tiền thế nên là mình sẽ để những cái con bài mạnh của mình á phía sau để mình có thể là có cái cơ hội mà đạt được cái điểm kết liễu tốt hơn thì mình sẽ được thêm coi nhưng như thêm 200 coi thì phải nên mấy cái rau đầu này mình cứ thua đi nhưng mà các bạn cũng phải cân đối nhá nếu mà thấy nó đam nhiều quá đấy. chắc chắn nó thua rồi tại vì một là thấp nhất mà bây giờ hai là chắc chắn mình cũng thua này đấy mình cho nó đánh thêm phát nữa cho nó đam nhiều này rồi à, nhưng các bạn cũng phải cân đối nhá tại vì cái lượng đam nó chỉ có chẳng cho này là cái này mình phải chọn 7 rồi cho nó thắng rồi nó 10 <laughs> đấy các bạn đấy cân bằng cái lượng đam này nếu mà đam nó nhiều quá thì mình cũng sẽ uh, gây ít đam thì mình cũng được ít tiền bây giờ mình sẽ chọn quân số 6 đi đấy là mình thắng là mình có được mình được gây đam này Đánh nốt hết bài tự giống như kiểu các bạn đánh bài với nhau á tức là quân bé thì mình đánh trước quân to thì đánh sau đấy bây giờ chắc chắn là mình phải chọn toàn con to rồi không thể nào để con bé nữa rồi, nếu không là thua ấy. Thua thì vẫn được, anh em ạ, thua vẫn được 400. Đó bây giờ mà mình con nó mà có con 9 là coi như là hoặc con 10 là coi như mình hiệu Đó, mình thua rồi đấy. Các bạn ạ. Đây các bạn thấy không? Mình ra 1 nó ra 7 này, mình ra 2 nó ra 4 này. Mình ra 7 nó ra 10 tại vì quên mình không nhớ con bài của nó. Ở trận này mình có được 320 thôi anh em ạ. mình vẫn còn rất nhiều con bài còn nó thì hết bài rồi nó vẫn còn một ba năm mình là còn bốn năm chín nhưng mà tại vì cái con tướng boss nó hết mất máu rồi nên là game bị... bị hết game tiếp tục mắc là một trận đấu mình sẽ được một nghìn đấy nha ạ à, nói chung là chiến thuật này tùy anh em chơi nó sau rồi cũng sẽ có nghĩa chiến thuật riêng của mình thôi chơi game này hay phết Hòa nhá, phát vừa với hòa. Mình phải để ý con này có khoảng nó tầm 800 máu mà nó đánh. Đấy, mình vẫn thả, vẫn đi nốt bài. Đi hết bài bé đi đã. Nó ra bài to này 10. Này. Đấy. Rồi sau đa mạnh hơn này. Đi nốt một con bài bé nữa. à, thôi bây giờ là mình cần phải đi bài lớn này không biết giờ nó ra quân gì cơ để mà lê ra cơ thôi mình cứ ra quân ở giữa thì bảy đi mình không biết là nó ra quân gì nên mình không nhớ nổi nãy mình cứ tưởng là mình được nhìn thấy cơ chín đi tám đi Ôi, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Nếu giờ mà, mà có con 10 là mình thắng. Đấy, thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi anh em ạ. Hay phết đấy anh em. Đấy. Trận này mình tận 840 này anh em ạ. Mình là tận 840 cái con này. Đấy, đấy, tiếp tục một trận nữa. Cái tướng của bạn mà càng nhiều sao á. Thì các bạn, một trận thắng các bạn sẽ càng được nhiều coi nhé. Nhưng mà ngược lại thì rất là tốn năng lượng cái này mình chọn ba Mình lại phải chọn bài bé trước thôi. Chọn bài bé trước thì mình sẽ được mình còn sau mình còn bài to thì mình lát hit nó sướng hơn. Cho ấy một trận nữa. Cho đấy một cái nữa. Rồi về lấy lượt tao đánh nha đấy, thì thường là ở rau tiếp theo á. thì um, thì cái lượng đam nó mạnh hơn mà đấy nếu phát này mà mình mình thắng nữa thì là mình win đấy đấy mình win rồi may quá cái này cũng phải tư duy đoán phết anh em ạ Đó được 700 này ra mình gây ra là mình, mình Gây ra nhiều đam hơn Và mình lắt hit tức là Z cuối cùng á Đây các bạn thấy là Đây là cái lượng mình chọn bài này Mình chọn bài này 3, 4, 6 8, 7 Đấy Nó vẫn còn quân 9, quân 10 Quân 5 nữa nhưng mà nó không ra Mình thì còn tỏa con bé Nên nếu mà kéo dài trên trận đấu là mình sẽ thua Nhưng mà mình ước lượng được cái lượng máu Mà cái con boss nó còn á À, mình còn được chơi một trận nữa là mình sẽ hết cái năng lượng mà mình phải nghỉ anh em ạ sau khi mà mình hết năng lượng rồi thì mình sẽ đến cái phần mà tính toán anh em xem bây giờ chơi đã Đó. mình vừa ra con 6 mà vẫn còn thua phí một con bài 6 Đó. nó vừa ra con bài 2 là rất phù hợp nó ba 130 nó vừa ra bài 10 rồi anh em ạ Nó hết bài mạnh rồi đấy Nó hết bài mạnh rồi à, bài 6 chắc nó không có đâu Bài 10 đi Mình đáng ra phải để con 10 ở cuối cùng cho ăn chặt nên mình nghĩ là chín chắc nó cũng không còn Vừa nãy mình cũng quên mất không nhớ Thôi xong Đấy mình đã thắng rồi Trận này được tầm 840 Hết Hết năng lượng Và bây giờ mình phải ngồi đợi Cứ 4 tiếng thì nó cho mình một cái năng lượng Tức là được một trận đánh Và mắc thì nó sẽ giữ được tám cái năng lượng Nếu các bạn muốn nó tăng được nhiều năng lượng hơn Thì các bạn cần phải mua chẳng hạn như các bạn không có thời gian để các bạn mua cái gói này thì nó sẽ mắc pin và nó giữ được 12 cái năng lượng và mỗi một con tướng càng tướng nhiều sao thì nó sẽ đốt càng nhiều năng lượng anh em ạ sẽ đốt càng nhiều năng lượng như thế không một sao thì hết thì một giờ à, thì sẽ hồi một năng lượng và một, một lần chơi á thì mất một năng lượng đấy nhưng mà sáu sao thì một à, một giờ hồi 32 nhưng mà chơi phát cũng mất 32 hai tướng càng cao thì hồi năng lượng càng nhanh nhưng mà cũng mất nhanh Ok thì bây giờ mình tổng kết lại ở đây Mình tổng kết lại như thế này à, cái, cái này có phải hết 5 ngày mới được rút anh em ạ Đấy nó vào đây Và hình như là đến 10 ngày là mình sẽ Phí rút của mình chỉ còn 5% thôi sao ạ Bây giờ mình sẽ tính như này nhé Tạm thời mình chưa tính cái phí rút à, Chưa tính phí rút Thì ở đây Giá tướng hôm trước là mình mua đây Mình tính theo đô nhé Giá tướng hôm trước mình mua là 345 Mấy cho anh em xem đây Đấy 300 tổng cộng mình thanh toán là 342 đô đấy, thì mình cứ cho là 345 cho dễ đấy, giá tướng là bằng đấy nhá Còn cái chỗ này là số lượt đánh đây cho một ngày mình sẽ được 6 6 cái lượt đánh và mỗi lượt mình tính trung bình là 600 coi trăm coi thì bây giờ mình sẽ tính như này nhá đây vội như này ở đây là mình có hai ngày rồi đây thì uh, đây mình sẽ đánh được ra một 2, 3. Hơi khó nhỉ. Mình sẽ tính lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, 6 lượt đánh. Này, còn hôm nay là 7, 8, 9, 10. Tổng là mình đã đánh 10 lượt rồi. À, tức là càng nhiều mẫu số càng lớn thì nó càng chính xác mà. Đánh 10 lượt rồi thì một lần là mình được 3600 360, coi và một lần là 2760. Đúng không? hai cái này cộng lại. À hai cái này cộng lại, sorry. Đấy thì là 6.000 và chia cho 10, tức là một ván được khoảng độ 6 630 coi thì ở đây mình viết 600 thì nói chung là nó cũng là đúng rồi đấy anh em ạ. Đấy. Đấy mỗi trận đấy tức là một ngày thì mình được trung bình khoảng độ tầm 3.600 coi Đó là một ngày. Rồi tiếp theo đây một ngày đây Tức là mỗi một trận thì là trung bình là 600 nhân với lại số trận đánh một ngày á đó, đó là 6 trận thì được khoảng độ tầm 3600 uh, 3.600 coi Giá coi bây giờ nhé Giá coi bây giờ của cái con đấy Giá coi bây giờ của con đấy mình sẽ vào trong này mình xem Rồi Xem nó khoảng là bao nhiêu 0.022 nhé 0.022 chưa biết đúng sai nào nhưng tạm thời thì thêm thêm một cái này nữa đó, Và mình sẽ cần phải đẩy cái này lại Đó Thì trung bình một ngày Mình sẽ kiếm được đã, Lấy số này nhân số này tức là mình được khoảng là 7 đô Thế thì 7 đô một ngày thì mình sẽ lấy số tiền Mà mình mua tướng á mình chia cho Mình chia cho 7,92 đô Tức là khoảng là tầm 43 43 ngày 43 ngày rưỡi thì mình sẽ hòa vốn nếu giá nó giữ như này còn nếu mà giá giảm xuống nữa thì thậm chí là còn lâu hơn và nếu mà ở đây còn phải trừ đi phần trăm nữa phần trăm nữa chẳng hạn số tiền là mình rút đây mình phải trừ đi tầm 5 phần trăm nữa thì nó mới chính xác nếu mà thích tính chính xác nữa thì mình sẽ bằng cái này Đó, nhân với 5 phần trăm à nhân với 95 phần trăm thì mình sẽ được bằng này thôi thì cái ô này thì nó sẽ bằng cái nó sẽ bằng cái này nhân với lại cái này nó chính xác tuyệt đối luôn đấy. nói chung là khoảng khoảng 45 ngày đấy. hơn kém không đáng kể anh em ạ đấy, 45 ngày là chúng ta sẽ hòa vốn à, với còn lại cái việc mà sở hay là farming hay là cái gì gì đấy hoặc là ghép trồng cây trồng cối gì đấy thì hiện tại bây giờ vẫn chưa mở hiện tại nó mới mở tính năng farm farm thì hôm qua mình đây mình nhét một tí tiền đây rồi đấy, nhét đây rồi à, nhét uh, 400 đô 400 đô trong này À, thì à, hiện tại bây giờ nó kêu là mình đang pending là mình có thể rút khoảng độ tầm 142 triệu coi cái coi này hiện tại giá đang là không muốn đọc luôn em nhìn này không chấm không không muốn đọc luôn thì cái này tính năng là thì hiện tại bây giờ à, test thử nghiệm thôi mình cũng đang mình đã mua thử đây mình mua thử cái con 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 coi ở trong game này mua 40 mươi 000 coi mua mươi 000 coi để mà xem là có cái gì tiêu được không nhưng mà giờ giờ vẫn chưa biết tiêu À còn một phần nữa đó là để mà rút đó thì các bạn trong này min này các bạn phải 100.000 nhé Min là 100.000 coin Thì các bạn mới được rút trong này Đấy Nên là mỗi một ngày 3.600 Để xem nào Một ngày 3.600 coin Mà chúng ta sẽ cần 100.000 Tức là sẽ bằng 100.000 000 Chia cho cái này À còn tầm 27 ngày là mình mới được rút cơ anh em ạ. À. Nếu mà đánh cứ tốc độ như này ạ, à, để 100.000 con mới được rút thì Cũng khá là khoai đấy, không phải đơn giản đâu. Ok thì đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ cùng anh em với con game này. Còn lại à, anh em có thể là comment cho bên dưới xem là con nên chơi con game này không và nên chơi thì nên đầu tư như thế nào. Mình sẽ còn update và chia sẻ thêm nhiều nhiều thứ liên quan đến con này nữa. Nếu anh em quan tâm đến lĩnh vực uh, chơi game để kiếm tiền á thì có thể là follow kênh YouTube này của mình để có thể là theo dõi những cái bài review của mình và những cái kèo mà mình có thể là chia sẻ cùng với anh em ok à, anh em có quan điểm như thế nào thì hãy comment xuống bên dưới nhá cảm ơn anh em rất là nhiều bye bye